À, một căn nhà quận 8 giá dưới 2 tỷ có sổ hồng riêng, chủ nhà vừa giảm thêm 100 triệu để bán nè cô chú anh chị ạ. À, căn nhà có kích thước bề ngang là 3m06, nền hậu 4m16, chiều dài là 6m5. Tổng diện tích đất là 20,8m2. Nhà kết cấu một trệt một lầu. Phía trên tầng mái là có cái sân thượng này nhá. Thì hiện tại nhà có một phòng ngủ rộng, hai phòng vệ sinh và một ban công. Căn nhà này thì nằm trong hẻm 23 đường Hồ Thành Biên, phường 4, quận 8. Nằm gần chợ Phạm Thế Hiện, gần bệnh viện Cao Lộ, quận 8 nhá. Hẻm trước nhà nó là hẻm thông nhá. Tính ra hẻm thông từ đường Hồ Thành Biên ra đường Phạm Thế Hiện và ra đường Cao Lộ nhá. Căn nhà có hướng đông nam. Pháp lý thì có sổ hồng riêng, mua bán công chứng sang tên. Và giá bán cho căn nhà này chỉ có 1,850 tỷ và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Giá cụ là 1,950 tỷ nha. Hiện tại thì nhà đang trống, sẵn sàng bán giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn. Cô chú anh chị nào quan tâm nhà quận 8 giá dưới 2 tỷ có sổ hồng riêng thì kết nối ngay với Tường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Tiếp theo Tường Sơn mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, đây là căn nhà mà hôm nay Tường Sơn giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Còn đây là con hẻm trước nhà đây. Hẻm này là rộng rãi sạch sẽ ha. Xung quanh này. Khu dân cư ha. Đấy. Bên trong này ha. Hiện tại thì nhà đang trống nha. Sẵn sàng bán trong nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn ha. Ở dưới cầu thang thì mình có máy bơm này. Phía bên đây là khu vực vệ sinh nhá. Đây là phần nội hậu của căn nhà đây. Ok ha. Vị trí căn nhà thì nằm gần chợ Phạm Thế Hiện, gần bệnh viện quận 8 nhá. Đấy. Mức giá thì chủ nhà vừa giảm 100 triệu nhá để bán. Còn lại là 1,850 tỷ và còn thương lượng nhá. Giá cũ của căn nhà là 1,950 tỷ cô chú anh chị ha. Chủ nhà vừa giảm thêm 100 triệu để bán nha. Đây là không gian trên lầu này. Trên lầu thì ở đây mình cũng có khu vực vệ sinh đây ha. Phía trước thì sẽ có một ban công này. Ở đây là mình có cái trên tầng mái là cái sân thượng nha. Nhưng mà hiện tại đóng rồi ha. Nên mình không cần phải lên xem đâu. Phía trước này là có ban công này. Rộng rãi ha. Xung quanh ha, đây là con hẻm trước nhà này. Đây ha. Xung quanh này. Ngay kia là cái bệnh viện quận 8 ha. Ok chưa? Rồi ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm nhà quận 8 giá dưới 2 tỷ có sổ hồng riêng thì kết nối ngay với Tường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Tường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.